Chào lại với channel của mình là Bisugui đây. Và chào mọi người đã quay trở lại với cái series mà Bisugui chơi Liên Minh Thần Anh Bơi. Và tự nhiên cái thằng gọi là bà Lạc đi xuất hiện ở trong rừng mình đây mà bị bắt liền. Ôi ui, bà Lạc ở đâu nhiều vậy? Sao nhiều như vậy? Ông nào tạo quả cái đường hầm mày, nó chạy được rồi. Ở chơi được luôn á. Ui, ủa được luôn nè. Chơi luôn anh em. Chơi luôn anh em. Rồi tăng tốc rồi, nó tăng tốc rồi, tăng tốc rồi, bò. Ôi trời ơi mấy ông này. Ơ tiếp nữa. Có tôi luôn. Quất luôn. Ok. Ok, chơi này luôn. Chạy đâu nữa? Rồi xong cũng chết. Mày xin rồi. Ý nữa nè. Đâu nhiều gì nè. Ở đâu nhiều gì? Bà Lạc nhiều quá anh em ơi. Giết được. Mình còn thiêu đốt. Trời ơi lên nữa kìa. Ai da quy hụt rồi. Thôi chạy. Má đông má cái trưởng á. Trời ơi nó ra liên tục luôn á anh em ơi. Ok thì ngày hôm nay mình sẽ chơi 5 con bạch ở trong chế độ một cho tất cả nha. Và đối đầu với team mình là 5 con Garen. Thì chọn ngày hôm nay thì mình sẽ lên bạch full chí mạng nha anh em ơi. Để xem đánh thường nó mạnh như thế nào. Tại vì bạch full AB nè, bạch tốc đánh nè, hay là bạch mấy cái build đồ khác á, thì mình cũng đã lên hết rồi. Hôm nay thì mình thử lên bạch chí mạng xem thử nó quật như thế nào nha. Tại vì cái nội tại của con bạch này nè là nó quật rất là đau. Mình chỉ cần là mấy cái chuông này anh em ơi, là nó cộng thêm sức mạnh phép thuật cũng như là đam á. Quật có slow với lại là cộng thêm rất là nhiều đam luôn. Khá là đau. Lên phép mà lượm cái chuông này á đánh cũng đau, mà lên đam lượm cái chuông này á đánh cũng đau anh em à. Vậy nên là con này lên phép hay lên đam gì nó đều mạnh đó. Anh em nào muốn làm gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha, hoặc là có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình. Cái link Facebook của mình có để dưới phần bình luận hoặc là mô tả á. Anh em chỉ cần nhấp vào đó là thấy rồi nha. Xem thấy hay thì đừng quên để lại một like ủng hộ cho mình nhé anh em ơi, cũng như là bấm đăng ký kênh, đó là nguồn động lực rất là lớn luôn để cho mình tiếp tục thực hiện những video thật là chất lượng và gửi tới tất cả anh em hàng ngày nha. Giờ muốn giết Garen này hơi khó anh em ơi, tại vì Garen này nó cũng trâu sẵn rồi. Giờ muốn giết nó thì mình phải công bóng nó từ từ, hoặc là mình phải có ao đồ một tí mới giết nó được. Chứ này sao giết. Đừng có rượt mình nữa bạn ơi. Phải công bóng nó từ từ thôi. Hoặc là mình phải lên được cái món đồ lớn á. Tầm 2 món anh em ơi thì sóc đam ăn này nó mới dễ được. Cái bản ngọc mình đang mang cho con bạch này là bản ngọc mưa kiếm nha anh em. Sắp thiêu đốt rồi nè. Rồi nó về luôn rồi. Vừa có thiêu đốt thì tem bạn biến về rồi. Cái này sao giết. Ôi không kịp kìa. Nhanh hơn một tí nữa là quy được thiêu đốt ăn rồi. Ở đó chưa có R nữa chứ. Thường là những con như là thế này nè. Con mà lên phép lộn, con mà phép mà lên đam thì mình một là mang bản sẵn sàng tấn công, còn hai là mang bản mưa kiếm nha. Tùy con nữa thôi. Tại vì con bạn này là nó còn kích hoạt được cái nội tại liên tục á. Tại vì cái đam của cái nội tại này đam rất là ảo, với lại là nó có thêm hiệu ứng làm chậm nữa, nên rất là còn luôn. Và những cái con này thường lúc đầu game nó khá là thiếu đam. Có rồi nè, cũ đó. Ông nào rồi thêm phát nữa vậy? Tốt bụng vậy. Rồi xuống bóc với đường mạng ngon. Uầy, không ngờ là cái con bạn này nó lại gọi là hơn chất tướng cái thằng Garen nè. Tem mình ăn 7 mạng mà tem bạn ăn được có 1 mạng à. Mình 303 rồi, hơi ảo đấy. Không biết lúc đầu game mình xanh gì, lúc vào lay như thế nào. Quật nè, quật nè, không mất máu luôn anh em ơi. Nó bật W luôn, mình quật không mất máu luôn. Châu vải trưởng à. Lính ở trong đây được cái là mình farm hụt nó cũng cho mình tiền nha anh em, hoặc là mình không cần farm luôn á nó cũng cho mình tiền luôn. Với lại tiền ở đây nó nhảy số khá là nhanh, nên anh em có thể đi vòng mà không cần farm cũng được, đi lượm chuông rồi được rồi. Anh em nào ra găng giùm mình cái đi, khổ quá mà. Kia ra là đi găng là phải đi một cái đường phải gọi là hành động bí mật, chứ ông này đi hang nghiêng gì. ok hay. Hai đứa anh em ơi. Hay găng là phải găng như vậy chứ đúng không? Thì hai đứa mới giết được chưa?
Với lại là con bạc này đi găng cũng khá là dễ, anh em chỉ cần ra anh em rờ một cái xong rồi chạy xuống làm chó nó là có mạng rồi. Có rờ đi găng rất là dễ luôn. Bóc lốt mấy cái lớp giúp trụ ra, còn mấy cái chuông ở gần nhà mình nè, tí nữa rảnh thì chạy ra lùm luôn. Chuông này xuất hiện khá là ít thôi. Mình nghĩ là con bạch này chuông của 5 con là 5 cái hiệu ứng cũng như là cái hình nó khác nhau anh em mà. Và mỗi con thì nó lại xuất hiện chuông khác nhau á, nên chắc là không có lượm chung chuông đâu. Tại vì nếu mà 5 con bạch mà chung chuông thì cái lượng chuông này nó không đủ sao á anh em, khá là ít á. Cái lượng chuông này nói chung là nếu mà 5 con thì khá là ít á, nên mình nghĩ là chắc mỗi con là nó hiện ra mỗi chỗ khác nhau á. Của mình thì nó hiện như vậy cho mình dễ thấy á, còn chắc là của người ta là hiện chỗ khác. Và nhà mua đồ nha, 4.000 tiền rồi. Cho tao về mày ơi. Ôi, nó cho mình về thiệt nè anh em ơi, cảm ơn nhiều. Và đó không biết nó có đụng mình kịp khe hay không nữa. Rồi, hai món nó tính luôn cả cái giày, mua thêm được hai cái kiếm nữa. Tay mình thì lên phép khá là nhiều nha. Tay mình 3 ông, 4 ông lên phép luôn á. Có mình lên đam hay sao quá anh em ơi. Mày nè, mày nè, mày nè. Tụi tao yếu hả? Tụi tao yếu hả mày? Chết liền chứ anh em. Lên được cái móc câu hải sản này là khác biệt ngay chứ. Móc câu hải sản này là khắc chế cứng mấy thằng nào mà lên tăng á. Con bạc mà lên được cái này thì quốc garen không còn cái gì luôn. Rảnh rỗi thì đi lượm chuông một tí thôi. Xong rồi ăn lớp giúp trụ có tiền nè. Giữa bot cũng khá là xanh thôi. Bot top middle xanh hết anh em ơi. Cái kèo này thì khá là khổ cho mấy ông Garen à. Bạn lên phép thì quật một phát thì nó rất là mạnh nha. Nhưng mà nếu mà quật nhiều phát thì bạn lên đam nó lại mạnh hơn nha anh em. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây anh em ơi? Cứu cứu cứu. Ôi, nó không rượt à? Không rượt thì mình xin. Đi lụm chuông là đi lụm chuông. Lụm chuông thôi. Anh em nào rảnh ra mít đép các bạn ơi. Ra găng cái này, ra găng cái này. Ồ, ông ra sớm vậy, ông ra sớm vậy. Ây da, rồ hụt rồi. Con rồ không ông ơi? Con rồ không? Con rồ sao quăng ấy? Đang xuống. Đi vét mạng nó chứ ở mid này ăn được có một mạng ít quá. Điều ra mới có chuối nè. Lụm chuông nó nhẹ nè. Chơi luôn. Bọc đầu nè anh em. Lên đi ông. Ơ. Chơi luôn. Đây. Ôi, ông kêu quăng cái quả rờ. Đấy, mình xin nha. Kiệt sức luôn, hay quá ông ơi. Ai à. Chạy. Ra đây. Solo mày luôn á. Mày tưởng tao yếu à? Tưởng mình yếu anh em ơi. Đứng nó xoáy mình nữa chứ. Quật đúng 3 quật kết hợp với cái nội tại cộng với cái mưa kiếm là đi ngay. Ăn trụ. Cố gắng bê trụ càng nhiều càng tốt. Lúc đầu game là vậy chứ, mình xanh thì mình sẽ hạn chế bê trụ lại nha em ơi. Tại vì lúc đầu game mình còn phải xanh nhanh, với lại là có đồ outplay, với lại là mình out đồ một tí mới mạnh được. Ráng ăn trụ càng nhiều càng tốt nha. Đi farm càng nhiều càng ok. Ok anh em ơi, mình đã lên được 3.5 này nè. Thì tình nãy mình chết sơ qua thì trận này là 5 ông bạc đúng không? Mà 4 ông lên phép rồi, chỉ có mình là lên đam thôi đó. Cú nè, đó, chạy đi ông ơi. Cú cho. Đấy, tôi cú cho. Cái gì đây? Ông tính quăng rồi mà làm gì vậy? 4 ông bạc là lên phép nha. Team mình là chỉ có mình là lên đam thôi đó. Cái sự khác biệt ở đây chưa, mình là xanh nhất team nha. Đam thì tí nữa mình sóc đam, với lại là cái ít mạng thì nó dễ hơn người khác khá là nhiều. Còn lên phép thì chắc là đi support cover thôi. Mình lên đam nó mới mạnh nè.
Lụm chuông anh em ơi. Lụm chuông anh em ơi. Đi lụm chuông thôi anh em ơi. Có bà lù luôn, sẵn tiện ăn luôn nha. Con này đi lụm chuông rồi đánh nó mới mạnh được nha anh em ơi. À, chơi con này thì hãy xuyên đi lụm chuông một chút. Nếu mà nó xa quá thì bỏ cũng được, nhưng mà nếu mà nó gần với lại là nó nhiều quá, anh em tích lâu quá thì cũng nên bỏ chút thời gian đi lụm, nó sẽ tăng sức mạnh cho anh em khá là nhiều quá. Không ai ra giúp mình ăn thằng này luôn hả? Nó chạy đi đâu rồi? Đang xuống các bạn, đang xuống các bạn. Comment. Ok. Có rồi không? Ông nào có à, hết rồi. Đây nè, thằng này nè, này nè. Mày quá mạnh. Còn ai nữa? Bây giờ team mình thì không đi ăn rồng luôn. Ui. Garen này mạnh vậy? À, hai ông Garen, hai ông bạch kia ở dưới băng trụ boss, chết hai ông luôn kìa. Hai. Ai à? Chạy á mày. Ai à? Cái đầu xanh. Tụi nó chạy tiếp với em ơi, nó đánh hạt thông nổ nó chạy xuống. Cay thật. Tóc biến à. Khó chịu. Cái rò với lại là cái eo của con bạch này là cái duy nhất mà có thể bắt được mấy cái thằng đầu bòi Garen này, chứ nó gồng quy lên nó chạy nhanh vãi cái đái á. Rồi, 3 món anh em. 4 món. Thôi đi ăn rồng cái. Tung tăng đi ăn rồng nào. Đang xuống. Ui, vậy mà vẫn cắm rời được kìa. What? Hồi đồng mà này mời. Cũng cho. Help me. Nice. Hit and run quá đỉnh ở đây mà. Với lại là cái chui con bạch này nó hồi cũng khá là nhanh đó. Mà mấy con Garen này đi chung thì quăng chón và gọi là cực kỳ dễ rồi. Người nó bự quá mà, quăng chón cực kỳ dễ rồi. Ok, lụm chuông tiếp thôi. Đừng có bê trụ nữa, đang xanh mà cứ bê trụ thôi. Anh em có thấy là cái những cái chuông xanh xanh không, là của mấy con bạch khác đó anh em, chứ không phải là của mình đâu nha. Ô, mình rò hụt hả? Nice to. Tay mình nó gáy con gắt anh em à. Garen bên tay bạn thì 5 ông thì 4 ông là lên đa bình thường, 1 ông thì lên sắc lực. Mà lên sắc lực thì gặp mình thì chắc là chưa kịp quýnh đâu mà chắc chết rồi đó. Sắc lực với chúng tôi. Đó, cái ông Garen kia là lên sắc lực á, Garen thằng sứ á anh em. Hay là Garen gì đó. Cái tên skin ở trong đây là gì ta? Đừng đẩy trụ qua đây ơi. Hay. Một cái cách gọi là ngăn đẩy trụ khá là hay, nhưng mà được có vài giây thôi. Thôi nhường cho ông đó. Ông này lên phép anh em à. Nhường ổng blue đi. Đông gì. Cú cái. Ai có rồi ông quăng cái. Hay. Ê. Rồi xong cái tóc biến lên nó rồi mình thì chịu. Tung tăng đi dạo. Mình đã lên được cung xanh rồi nha. Anh em khỏi phải lo. Giờ ông Garen châu cỡ nào là cũng. Ủa ông cứ canh. Cái mà vẫn được anh em à, vẫn được. Ok, double kill, chứ double kill nè.
Chiếc bộ kêu nào. Ai à, bị kết mất rồi. Mấy ông này canh có mấy cái quả rồi nhìn hài quá. Nãy giờ thật là toàn rồi hụt không à. Ai à. Mấy gì mà rồi không trúng trụ kìa. Thôi mình sẽ chuột lỗi nha, chuột lỗi bằng giết ổng rồi đó. Rồi quá giờ không trúng trụ anh em. Cay thật. Thôi về nhà lên cái vô cực cái là full đồ rồi. Trận này mình full đồ khá là lâu tại vì cũng không có xanh lắm á anh em ơi. Nói chung là cũng ăn được cái mười mấy mạng à. Nên là phút thứ 21 mới full đồ. Chưa thuốc lắc luôn nè. Rồi giờ cầm cái quả đồ 100% tỷ lệ chí mạng như thế này thì bắn Garen là chắc không có đường lùi đâu. Có cung xanh nè mà. Với lại là team mình là 4 ông lên phép đó, nên Garen chắc chắn là tụi nó sẽ lên những cái món đồ kháng phép trước. Chắc chắn luôn. Còn cái món đồ dép các kiểu thì chắc là chưa lên đâu anh em ơi. Nên mình bắn gọi là thoải mái luôn. Chủ yếu là có điều dép mấy con Garen này nó trâu sẵn rồi. Nên mình phải lên cung xanh này bắn nó mới vào máu. Anh em cái gì mà ôm mít ghê chứ gì. Sao này nó cứ thích đi lẻ nó bơi trụi trời. Anh em nào về đép đi, tụi đây tụi cầm bát cho nó sướng người. Ai à. Anh em nào về đép đi. Chơi luôn ông ơi, chơi luôn ông ơi, chơi luôn ông ơi, chạy gì vậy. Chơi luôn. Thôi rồng sắp ra nè. Sao chuông của mấy ông này nhiều quá trời luôn mà mấy ông không lụm ta. Mình đi lụm chuông chích mẹ luôn. Chơi luôn ông ơi. Lụm dầm bay mắt này. Quất lại, đánh nó lại. Đó. Mấy ông này đánh là có hiệu ứng slow mà, cứ đánh liên tục thôi. Ok. Ok. Cảm ơn ông nha, thank you. Ok. Có tôi. Ok, bên tay đâu? Bên tay anh em ơi, giúp mình cái. Hay. Cho tôi. Mày muốn chửi ghê. Cái số lần mà mình hụt bên tay là chắc là nó phải đếm xuống ngón chân luôn à. Đây mà nó thiệt. Thôi rồng bạn ơi. Ây da. May mà cái số lần hụt bên tay là nó vẫn còn tính được trong cái số tự nhiên ấy nha. Mà chắc là phải đếm xuống số ngón chân luôn à. Đây mà nhiều quá rồi. Cây thật sự á. Phải đó nó đâu đánh được thì bỏ đi để cho mình đánh thôi. Còn ráng quăng cái quy đến thường phát nữa. Mà anh em biết không, tụi lên bạt và lên phép như này là cái đồ đánh thường của nó. Nó one shot ghê lắm. Nó còn ráng đánh nữa. Cấu thiệt. Rồi, mất cái Benta này thì đi kiếm lại cái Benta khác thôi anh em ơi. Đi kiếm lại cái Benta khác. Đăng lên các bạn. Còn cứu thì binh một cái tôi rờ cho. Giết luôn. Ôi, R của mình đi vào lòng đất rồi anh em. Master. Con bạn này khi mà lụm được mấy con chuông này nè anh em ơi, con bíp này nè, thì nó đánh hiệu ứng slow rất là kinh. Ấy, đâu mày? Chạy anh em ơi. Hút máu cái đã. Anh em tạo máu quá trời luôn. Mấy ông bạn này lâm phép anh em mà, nên cái cục W tạo máu của mấy ổng là ăn cái là gần nửa cây chứ không phải đùa đâu nha. Thiệt. Tạo máu ăn một phát nãy mấy trăm máu luôn. Lại nữa cái ông này trơn mình hả. Ông này chơi kiểu gì đây trời. Mẹ đó. Chó lợn này nha. Bố mày. Nó bơi trụi xong nó chạy về luôn anh em.
Ê, nói kìa, bắt nó luôn, bắt nó luôn, bắt nó luôn, bắt được không? Ủa, khó vàng được kìa, hay. Mày né đi. Mày né đi, mày né đi. Né cho cố vô. Ông thần đó là nãy giờ tôi để ý rồi nha. Phải toàn đi lẻ bê trụ không anh em à. Cay thật. Đi lụm chuông là đi lụm chuông. Càng lụm là càng mạnh nha. Con bạch, red, nizot, đồ vi ra các kiểu. Đây là những con tướng mà có thể gọi là mạnh vô giới hạn luôn anh em ơi. Không giới hạn chứ. Ý ý. Đâu. Nó tính chui vô cái lỗ khi mà mình tạo sao mà hình như nó không biết đó là cái lỗ ngược. Chạy hả mày. Ây da. Ui. Mạnh thế nhờ. Mình mạnh thế anh em ơi. Ui đầu hàng luôn kìa. Ok, vậy GG tất cả nếu nha. Tại vì đây hẹn lại lần sau. Hãy chắc là nhớ like và stay ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.